Xin chào các em. Thì trong cái học kỳ này chúng ta sẽ gặp nhau trong cái môn học là xây dựng văn bản pháp luật. Thì như chúng ta đã biết là pháp luật nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và cái văn bản pháp luật nó là cái công cụ hiệu quả nhất để cho nhà nước quản lý và điều hành xã hội. Và vì vậy, cái chất lượng của cái văn bản nó cũng là một cái yếu tố quyết định để mà cái hoạt động của nhà nước nó được hiệu quả thì cái người cái người mà soạn thảo nên những cái văn bản pháp luật ngoài cái việc là người ta phải có kiến thức pháp luật thì người ta còn có những cái kỹ năng để mà xây dựng một văn bản pháp luật. Và đối với lại sinh viên thì cái môn học này nó cũng rất quan trọng để mà nó là tiền đề để sau này khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta có những cái kiến thức cơ bản về cái xây dựng văn bản pháp luật cũng như là cái kỹ năng soạn thảo văn bản để mà chúng ta có thể tham gia vào cái hoạt động soạn thảo những cái văn bản có chất lượng của đảng của các cơ quan nhà nước của những cái tổ chức kinh tế xã hội vân vân thì đó cũng chính là cái mục tiêu của cái môn học này thì trong cái môn học này chúng ta sẽ có cái những cái tài liệu học tập Đầu tiên là cô xin giới thiệu cái sách giáo trình. Thì sách giáo trình của cái môn học này, cái sách giáo trình chính thức đó là cái sách giáo trình kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật do trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn năm 2018. Ngoài ra còn có một số những cái sách giáo trình khác thì cô cũng sẽ gửi qua cái um, trên cái group ở trên Facebook của các em để mà mình tham khảo thêm bên cạnh cái sách giáo trình thì chúng ta còn có những cái tài liệu là văn bản quy phạm pháp luật cần phải có trong môn học này thứ nhất đó là cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nghị định số 34 năm 2016 um, về hướng dẫn những luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngoài ra còn có một số những cái nghị định những cái thông tư như là cô đã chiếu trên cái trình chiếu trên cái slide mà các em đang thấy đó là về tài liệu học tập cái clip này cô làm để nhằm mục đích là giới thiệu tổng quan về cái môn học này cũng như là cái giới thiệu những cái nội dung chính những cái nội dung cơ bản nhất của cái bài cái bài đầu tiên của cái môn học thì trong môn học này nó sẽ chia thành 5 bài nội dung chính của bao gồm 5 bài cái thứ nhất đó là khái quát về xây dựng văn bản pháp luật cái bài thứ hai đó là những cái thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, mình trình bày văn bản như thế nào để đúng quy định của pháp luật. Bài 3, cái bài tiếp theo đó là bài ngôn ngữ trong văn bản pháp luật. Chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ như thế nào? Cái văn phong pháp lý thì nó phải hoàn toàn khác so với lại cái cách mà sử dụng ngôn ngữ mà chúng ta thường dùng ở trong trong giao tiếp bình thường thì cái đó là ngôn ngữ nói, còn ngôn ngữ viết nó đã khác và cái ngôn ngữ văn phong pháp lý nó lại càng khắc khe hơn. Đòi hỏi chúng ta là phải có những cái biết cách sử dụng những cái từ ngữ và những cái từ nào không được dùng thì đó là cái nội dung của bài số 3. Bài số 4 nó sẽ cho chúng ta biết cái hiệu lực và những cái nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật. Khi nào thì văn bản có hiệu lực và cái nguyên tắc để mà áp dụng cái văn bản đó vào thực tế đời sống nó như thế nào. Và cái bài cuối cùng là một cái bài liên quan đến cái kỹ năng. Thì khi mà cái học cái môn này chúng ta phải biết được cái để mà mình soạn thảo một cái văn bản pháp luật và cụ thể hơn, sau này khi mà các em đi làm đó thì cái văn bản hành chính là cái loại văn bản mà các em thường gặp và sẽ hay sử dụng nhất thì mình sẽ phải biết cách. Thì cái bài số 5 này đó chính là cái bài kỹ năng và các em sẽ được thực hành soạn thảo một số những cái văn bản pháp luật cụ thể. Đó là những cái nội dung chính của môn học. Thì hôm nay trong cái clip này cô chỉ nói tóm lược những cái nội dung cơ bản của cái bài số 1 đó là bài khái quát về xây dựng văn bản pháp luật. Trong cái bài này nó có 3 nội dung cơ bản. Thứ nhất đó là mình phải tìm hiểu cái văn bản pháp luật nó là gì, đặc điểm và cái chức năng của nó ra sao. Bên cạnh đó mình cũng phải tìm hiểu là có mấy loại, có cái hình thức của văn bản pháp luật, đó là những cái loại nào. Đó là cái nội dung đầu tiên. Cái nội dung tiếp theo là mình tìm hiểu về thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật thì cơ quan nào, ai sẽ là người có thẩm quyền ban hành những cái loại văn bản đó và cái nội dung cuối cùng của bài học đó là tìm hiểu xem xây dựng văn bản pháp luật nó là gì cái hoạt động đó nó có cái tính chất gì và cái ý nghĩa của cái hoạt động đó nó ra sao thì đó là những cái nội dung cơ bản của cái bài số 1 của chúng ta và cô được trên cô trình bày ở trong các clip này mình đi vào cái nội dung đầu tiên đó tức là văn bản pháp luật thì trong cái văn bản như các em đã biết cái ngôn ngữ nó là cái gì là cái để chúng ta giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống. Và khi mà chúng ta phát minh ra chữ viết thì cái chữ viết nó làm cho cái sự giao tiếp của con người nó càng rộng hơn, nó càng xa hơn và chúng ta có thể giao tiếp không có phải là face to face tức là mặt đối mặt mà chúng ta có thể giao tiếp bất kể không gian, bất kể thời gian và cái hình thức để ghi lại đó chính là văn bản và văn bản pháp luật đó chính là cái công cụ hữu hiệu nhất để mà các cái cơ quan nhà nước người ta quản lý xã hội và nó cũng là cái phương tiện để mà người ta để mà nhà nước người ta điều chỉnh những cái quan hệ xã hội nó thuộc những cái lĩnh vực mà nhà nước cần phải điều chỉnh thì đó là cái um, văn bản mình phải tìm hiểu về cái văn bản và trong đó mình sẽ tìm hiểu về cái cái đặc điểm thì ở trong sách giáo trình của các em nó có sáu cái đặc điểm về văn bản pháp luật cũng như là các cái chức năng của văn bản pháp luật, ví dụ như là chức năng về thông tin, chức năng quản lý, chức năng pháp lý, chức năng văn hóa xã hội và phản ánh thống kê. Thì trong cái nội dung đầu tiên này ta chúng ta cũng tìm hiểu thêm về cái hình thức của văn bản pháp luật. Thì có rất nhiều có rất nhiều cái quan điểm khác nhau về cái cách phân loại văn bản pháp luật. À, ví dụ như là có cái có cái quan điểm thì người ta cho rằng à, văn bản pháp luật nó là sự đồng nhất với lại văn bản quy phạm pháp luật cũng có quan điểm cho rằng văn bản pháp luật nó có thể là à, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật văn bản áp dụng quy phạm pháp luật cũng có quan điểm cho rằng hình thức của pháp luật nó bao gồm là văn bản quy phạm pháp luật văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính khác thì ở đây nếu mà xét về cái góc độ về cái về cái góc độ là quản lý nhà nước và cái tính pháp lý của văn bản thì ở đây người ta sẽ chia cái văn bản pháp luật ra thành hai loại đó là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật và ở trong cái phần đầu tiên này thì có một câu hỏi thảo luận nhóm đó là phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật nó có những cái điểm nào giống nhau những cái điểm nào khác nhau thì cô có một số những cái gợi ý tức là cái văn bản quy phạm pháp luật nó có những cái một số những cái đặc trưng cơ bản mà những cái loại văn bản khác không có và những cái đặc trưng đó chính là cái để mà chúng ta phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hoặc là những cái loại văn bản khác ví dụ như là về thẩm quyền thì ai cơ quan nào sẽ là cái cơ quan sẽ là người có thẩm quyền ban hành cái loại văn bản đó rồi về hình thức về trình tự về thủ tục nó được quy định như thế nào nó phải được quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi nó là mang tính bắt buộc chung được áp dụng nhiều lần trong đời sống và được nhà nước bảo đảm thực hiện đó chính là những cái đặc trưng cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật mà không có những cái văn bản khác nó không có Thì đó chính là cái gợi mở cho các em Để mình phân biệt văn bản quy phạm pháp luật Và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật Thì đây là cái câu hỏi thảo luận nhóm Thì các em mình làm việc với cái nhóm của mình Và mình đưa ra những cái Đưa ra cái câu trả lời Và gửi qua email cho cô Thì cái email cô cũng đã cung cấp Ở trong cái group Ở trên Facebook của các em rồi Thì đó là cái câu hỏi thảo luận Trong cái um, phần số 1 Bên cạnh cái văn bản áp dụng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật ở trong cái phần này thì trong khoa học pháp lý người ta còn chia cái văn bản pháp luật ra thành nhiều loại ví dụ như là văn bản luật, văn bản dưới luật hoặc là văn bản nhà nước, văn bản pháp quy và văn bản pháp quy phụ hoặc là văn bản hành chính. thì ở đây cái văn bản hành chính nó sau này các em sẽ gặp rất nhiều khi mà các em đi làm cho nên là cái văn bản hành chính thì các em phải coi kỹ hơn cho cô cái phần này. Nó nằm ở trang 22 và trang 23 của sách giáo trình. Thì trong cái văn bản hành chính này, cô gợi mở cho các em hai cái vấn đề mà mình về mình sẽ xem ở trong sách. Thứ nhất, đó là cái phần chức năng. Chức năng văn bản hành chính nó dùng để làm gì? Nó có cái chức năng gì? Và cái thứ hai là cái tên gọi của nó. Tên gọi nó có rất nhiều cái loại tên gọi ở trong thực tế. Ví dụ như chỉ thị, thông đề án, dự án rồi báo cáo rồi công văn rồi nó rất là nhiều tên gọi trong thực tế nó rất nhiều tuy nhiên là người ta phân loại nó ra thành hai loại thứ nhất là cái không có tên gọi thì không có tên gọi người ta gọi chung nó là công văn còn cái có tên gọi thì ví dụ như là thông cáo nè công điện nè rồi thông báo rồi biên bản báo cáo tờ trình rồi giấy giới thiệu, đề án, kế hoạch vân vân, nó có rất nhiều loại và khi mà cái bài cuối cùng đó, cái bài cuối cùng mà khi mà mình thực hiện cái kỹ năng soạn thảo văn bản thì cô cũng sẽ đưa vào một số những cái loại văn bản phổ biến để mà cho chúng ta thực hành mình soạn thảo cái văn bản đó. Thì đó là cái phần văn bản hành chính thì phần này cũng tương đối quan trọng và các em xem thêm ở trong sách giáo trình dùm cho cô. Và có một cái câu hỏi tình huống đặt ra ở trong cái trường hợp này đó là có một cái nhà hàng A thì khi mà nó đi người ta đi kiểm tra những cơ quan nhà nước có thẩm quyền đi kiểm tra thì người ta phát hiện ra là nó không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và như vậy câu hỏi đặt ra là khi nào người ta sẽ ra cái biên bản về vi phạm hành chính và khi nào người ta sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cái này là một cái câu hỏi gợi mở cho các em mình suy nghĩ thử xem là khi nào thì nó sẽ ra cái biên bản lại nào và đây có phải là văn bản vi phạm pháp luật hay không hay nó là văn bản hành chính thì đó chính là cái câu hỏi tình huống trong cái trường hợp này là cô dành cho các em và cũng có một cái bài tập về nhà nho nhỏ cho các em để mình tập viết tại vì bây giờ cái năm này là năm cuối cấp rồi cái năm thứ tư rồi thì các em cũng phải biết cách để mình viết một cái đoạn văn nó như thế nào, nó mạch lạc ra sao. Thì cô có một cái bài tập về nhà trong cái phần này cho các em. Đó là viết từ 10 đến 15 dòng để cho ra một cái nhận định đúng hay sai về cái uh, nhận định là văn bản pháp luật là công cụ cho nhà nước quản lý và điều hành nền kinh tế xã hội thì các em mình suy nghĩ và mỗi em làm một cái bài riêng cho cô và cái này mình cũng sẽ gửi qua email cho cô đó là cái bài tập về nhà cho các em mình qua cái nội dung thứ hai của bài học này đó chính là thẩm quyền ban hành văn bản như vậy mình đã tìm hiểu về văn bản rồi văn bản nó là là gì rồi và quan văn, văn bản dùng để làm gì thì như vậy ai cơ quan nào sẽ là người có thẩm quyền ban hành cái loại văn bản đó thì thẩm quyền nó là gì thẩm quyền đó là cái quyền chính thức mà một cái cơ quan một cái tổ chức người ta có được đối với lại một cái vấn đề nào đó để người ta có quyền gì có quyền đưa ra người ta có quyền kết luận người ta có quyền định đoạt một cái vấn đề nào đó và thường thẩm quyền nó sẽ đi liền với cái gì các em thẩm quyền nó sẽ đi kèm với cái nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cái cơ quan nhà nước thì ở đây cái thẩm quyền cô cũng chia thành hai loại đó là thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật thì đối với lại cái thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật các em xem thứ nhất nó là về hình thức cái thẩm quyền ban hành về hình thức và thẩm quyền về nội dung. Thì về cái thẩm quyền về hình thức, các em xem ở điều 4 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Và ở đây cô cũng có một cái lưu ý, mà cái lưu ý này nó cũng cực kỳ quan trọng. Đó là đối với lại những cái văn bản mà không nếu mà những cái văn bản nào có tên gọi theo đúng như là cái quy định trong điều 4 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và do những cái cơ quan ở trong cái điều 4 này người ta ban hành thì mới được xem là văn bản vi phạm pháp luật. Còn ngoài ra những cái văn bản nó có cái tên gọi khác và cũng do những cái cơ quan khác ban hành thì không được xem là văn bản vi phạm pháp luật. Các em lưu ý cái vấn đề này. Và đối với thẩm quyền về nội dung thì ở đây thẩm quyền về nội dung nó được quy định ở rải rác trong rất là nhiều cái luật. Và đầu tiên phải kể đến đó là cái hiến pháp, tức là cái luật của luật cơ bản nhất. Và cái thứ hai đó là cái từ điều 15 đến điều 30 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cái thứ ba đó là luật tổ chức các cơ quan nhà nước. Ví dụ như là luật tổ chức tòa án, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, luật tổ chức quốc hội vân vân và luật tổ chức chính quyền địa phương thì đó là những cái luật tổ chức các cơ quan nhà nước mình phải xem ở trong đó và một số những cái luật chuyên ngành khác thì khi nào tới những cái phần đó thì cô cũng sẽ có những cái gợi ý cho các em. Về thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật thì ở đây cái văn bản áp dụng quy phạm pháp luật nó cũng gần giống nhưng mà nó có một cái sự nó cũng có một số những cái điểm khác và không phải cái văn bản nào do ông thủ tướng ban hành thì cũng đều là văn bản quy phạm pháp luật mà nó sẽ có một số những cái liệt kê người ta liệt kê ra văn bản ABCD nào đó là những cái văn bản áp dụng quy phạm pháp luật của công thủ tướng đó. Thì ở đây cái thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nó được quy định tại điều 3, nghị định số 34 năm 2016, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điều 4, Nghị định 110 năm 2004 về công tác văn thư và những cái luật tổ chức các cơ quan nhà nước như lúc nãy cô mới vừa liệt kê và cũng như là trên slide cô đang liệt kê đây. Thì các em xem thêm ở trên đó, đó là cái thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Và trong cái phần số 2 này thì có một cái bài tập nho nhỏ về nhà cho các em, đó là mình xem những cái văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Một cái list danh sách. Đây. Cô để trên bảng thì mới mình thấy rồi đúng không? Và mình xem xem cái văn bản đó do ai ban hành và dùng để làm gì? thì mình xem trước cho cô để khi mà mình lên lớp thì mình không khi mà cô nói ra mình không phải khỏi bỡ ngỡ tại vì ví dụ như thông tư thì do ai ban hành thông tư không thể nào là do ông thủ tướng ban hành được mà thông tư chỉ có do ai những cái bộ ông bộ trưởng hoặc là những cái thủ trưởng cơ quan ngang bộ người ta ban hành ra mà thôi như vậy rõ ràng không phải là cái tên gọi đó là bất kỳ những cơ quan nhà nước nào cũng ban hành được mà nó chỉ áp dụng cho một cơ quan một cái Thủ trưởng cơ quan nhất định mà thôi Thì đó là cái bài tập về nhà cho các em Trong cái phần số 2 Và còn một cái phần cuối cùng Của cái bài số 1 này Đó là xây dựng văn bản pháp luật Mình sẽ tìm hiểu xem cái khái niệm cái Đặc điểm của cái hoạt động xây dựng văn bản pháp luật này Nó là gì Và cái tính chất của cái hoạt động xây dựng văn bản này Nó là những cái tính chất nào Ví dụ như là tính giai cấp Tại sao xây dựng văn bản pháp luật Nó lại mang tính giai cấp Tính khoa học tính thực tiễn và tính dự báo thì mình sẽ phải lý giải được tại sao cái hoạt động này nó lại mang cái tính chất đó và mình phải lý giải ra và cái cuối cùng đó là cái ý nghĩa của hoạt động xây dựng văn bản pháp luật như vậy hoạt động xây dựng văn bản pháp luật nó có cái ý nghĩa nào đương nhiên là nó phải có một những cái ý nghĩa nhất định và cái này cô gợi mở cho các em để mình mình về mình xem xem ở trong sách giáo trình từ trang 44 đến trang 54 sách giáo trình giúp cho cô thì mình sẽ có những cái nhìn tổng quan hơn về cái phần xây dựng văn bản pháp luật. Thì trên đây là ba cái nội dung cơ bản nhất mà trong cái bài 1 mà trong bốn cái tuần đầu tiên mà mình nghĩ do cái dịch Covid-19 đó thì các em sẽ phải tìm hiểu. Và vì và hết khi mà hết cái bài số 1 này thì mình sẽ có một số những cái câu hỏi ôn tập nêu khái niệm và đặc điểm của văn bản so sánh văn bản quy phạm pháp luật văn bản áp dụng thẩm quyền vai trò chức năng của văn bản và tính chất ý nghĩa của hoạt động xây dựng văn bản pháp luật đó là một số những cái phần quan trọng mà các em cần phải ghi nhớ ở trong cái bài số 1 thì trên đây là tất cả những cái nội dung cô cần truyền tải cho các em ở trong cái clip này và nếu các em có cái thắc mắc nào liên quan thì các em có thể email cho cô và để mà để mà các em có cái chi tiết hơn có cái sự hiểu biết rõ hơn về cái môn học này thì cái file bài giảng mà cô đã gửi cho nhà trường và đã up lên trên trang web của nhà trường thì các em có thể lên đó mình tải về và mình xem chi tiết thì trong đó nó có những cái bài tập tình huống những cái câu hỏi nhận định đúng sai và nó có những cái mini nó có một cái phần mini game để mình test lại cái kiến thức của mình nó nằm ở trong đó luôn thì các em xem thêm ở trong đó cho cô còn clip hôm nay cô chỉ nói những cái phần khái quát nhất những cái phần chung nhất của cái bài học này thì đây là tất cả những gì cô nói trong cái clip này à, thân chào các em